Xin chào các chị và các bạn, rất vui được gặp gỡ và giao lưu với các chị và các bạn qua đoạn review về Query, một cái sản phẩm cũng như là một cái công ty làm thay đổi rất nhiều người trên thế giới từ cân nặng và sức khỏe cũng như là phong cách sống. Thì Query là gì? Xin mời các chị cùng theo dõi. Trên màn hình các chị đây là cái Facebook của Dạ Hoàng Vũ, và các chị nào thực sự quan tâm với dịch vụ sản phẩm thì các chị có thể liên hệ để chúng ta có thể có những thông tin nhanh nhất, mới nhất thì được cập nhật. Chúng ta sẽ bắt đầu từ website của Query. Thì đây là website chính thức của Query. Ở đây thì Vũ sẽ thoát ra để cho nó chúng ta bắt đầu ha. Thì website của Query.com thì là có cái giao diện như thế này. Đó các anh chị. Và chúng ta sẽ có là khoảng 6 ngôn ngữ để chúng ta có thể lựa chọn, gồm có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Ấn Độ, tiếng Nhật Bản và tiếng Việt Nam. Thì phụ thuộc vào cái quốc gia thì chúng ta có thể lựa chọn một cái ngôn ngữ nào phù hợp để chúng ta gửi cho khách hàng cũng như đối tác của chúng ta tìm hiểu về cái sản phẩm hoặc dịch vụ của Query. Về góc độ về marketing thì Query hiện nay đang có rất nhiều các cái công cụ truyền thông, thông tin đến cho cộng đồng người dùng, đó là gì? Họ sử dụng Facebook. Trên Facebook thì họ có cái fanpage, đó là Query Official. Thì đây là cái Query, cái trang chính thức. Và ngoài ra thì có rất nhiều cái trang của các anh chị, những người mà đang sử dụng sản phẩm và dịch vụ hoặc đang lan truyền những cái sản phẩm này. Thì trên trang này thì theo như Vũ quan sát thấy thì các anh chị nhìn thấy trên màn hình đây. Chúng ta cái trang này chúng ta có hơn 17.000 lượt follow, và tất cả những hình ảnh sản phẩm hoặc là những cái thông tin mới nhất thì công ty sẽ post lên đây. Ngoài ra chúng ta sẽ có Twitter thì họ cũng có khoảng là 492 người follow. Trên website của đây là website của Liking, đây là website của giới thiệu về cái danh bạ thì họ cũng có website. Trên Instagram họ cũng có tất cả cái thông tin hoặc dịch vụ sản phẩm hoặc là trải nghiệm của người dùng. Cũng có hơn là gì? 1.700, gần 2.000 người follow. Trên YouTube thì họ có một kênh là Query Official. Thì kênh này có hơn gần 3.000 người lượt follow. Và trên này thì cũng có rất nhiều cái video cũng nói về sản phẩm hoặc dịch vụ của Query, cũng như các cái chương trình livestream hoặc là live podcast, các cái chương trình mà tưởng thưởng hoặc là thi đua của Query họ cũng đăng lên đây. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có Printest. Trên Printest thì họ có cung cấp rất nhiều các cái video cũng như là kết quả từ người dùng. Thì một lần đi chúng ta đi một vòng chúng ta thấy là đây là một cái sản phẩm thật và cũng như là một cái công ty thật, họ đang có một cái chiến lược marketing rộng lớn trên hơn 200 quốc gia. Và hướng tới thì mỗi quốc gia sẽ có một cái văn phòng, đây là cái chiến lược phát triển của công ty. Các chị có thể tìm hiểu bằng cách là gõ từ khóa Query và chúng ta sẽ thấy rất nhiều các cái kết quả từ Query. Như vậy Query là cái gì? Và nó đem đến cái sản phẩm và dịch vụ như thế nào mà nó tạo ra một cái trend hoặc là một cơn sóng ảnh hưởng tới toàn quốc và toàn cầu các chị? Thì những anh chị nào mà chưa có tài khoản của Query thì các anh chị có thể liên hệ cái người mà đã gửi cho anh chị xem đoạn clip này. Còn nếu chị muốn mà biết cách mở thì dưới đoạn clip này Vũ có để một cái video đường link là hướng dẫn cách mở tài khoản ở Query. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Ở đây thì Vũ đã có tài khoản rồi thì Vũ sẽ đăng nhập vào với góc độ là cái người đang sử dụng sản phẩm và phát triển cái sản phẩm này. Thì các anh chị điền cái email cũng như mật khẩu để chúng ta đăng nhập vào. Đương nhiên mình là người Việt Nam thì Vũ đã chọn mặc định là ngôn ngữ của tiếng Việt. Các anh chị ở quốc gia khác chúng ta có thể thay đổi ngôn ngữ được. Thì trong website này chúng ta sẽ có thống kê tất cả mọi cái về doanh số, hoa hồng, sản phẩm, dịch vụ, hoặc là chúng ta có đơn hàng, lịch sử doanh số, rồi báo cáo các cái xếp hạng hoa hồng, rồi tài nguyên. Thì cái mục mà quan trọng nhất là mục mà tài nguyên. Ở đây thì nó cung cấp tất cả một cái tài liệu về sản phẩm và dịch vụ hoặc thông tin công ty. Chúng ta sẽ vào cái mục là gì, mạng xã hội. Vũ đánh giá khá cao về Query, bởi vì là Query họ cung cấp cho tất cả anh em, những người làm affiliate, những người đang chia sẻ sản phẩm này, những cái công cụ, những cái bài viết, những cái hình ảnh để các anh chị có thể sử dụng nó mà đăng lên Facebook hoặc đăng lên Zalo hoặc là đăng lên Instagram. Thì họ đã chuẩn bị hết cả cái nội dung cũng như là cái caption để chúng ta viết đăng đó, chúng ta chỉ việc copy và dán thôi. Thì đây là một trong những cái chiến lược mà ngoài ra thì họ cũng có sẵn cái những cái hashtag từ khóa để giúp cho anh chị chúng ta lan tỏa được cái query đến người dùng. Thì Vũ đánh giá cao về chiến lược marketing của công ty. Ngoài ra thì công ty có những cái chương trình đào tạo để giúp cho anh chị có thể phát triển. Ở trên livestream thì họ sẽ do tình hình dịch Covid thì họ thường xuyên làm những cái buổi họp trên Zoom. Thì có những cái chương trình Zoom thì họ
họ không có đăng lên, bởi vì đào tạo nội bộ, còn những cái chương trình công khai thì họ đăng lên đây, các anh chị có thể trên đây này, đó, có một số chương trình họ đào tạo họ đưa lên đây các anh chị xem đó. Rồi tiếp tục chúng ta quay lại thì chúng ta sẽ qua cái mục là gì, tài liệu. Thì trên đây thì họ phân tài liệu ra rất rõ ràng về phần pháp lý này, về phần sản phẩm này, rồi về phần đào tạo này. Dưới đây thì có những câu hỏi liên quan đến cái sản phẩm đó, thì chúng ta sẽ có tất cả những cái tài liệu trên các cái ngôn ngữ khác nhau để chúng ta lựa chọn nó phù hợp. Thì Vũ sẽ mở một cái file về họ có một cái file đây này, 90 ngày Kickstarter này, là 90 ngày thử thách đó. Thì chúng ta phải tìm hiểu thêm là vậy query nó là cái gì mà hiện nó đang làm một cái trend ảnh hưởng tới toàn cầu. Thế đó là một cái chương trình là gì, 90 ngày khởi động thử thách. Thì họ lấy cái từ khóa là 90 ngày khởi động thử thách. Thì chúng ta sẽ bắt đầu là 90 ngày khởi động thử thách là gì. Nội dung đúng như trên slide thì họ nói là đây là một cái chương trình mà gia tăng sức khỏe, giảm cân nhanh nhất thế giới. Và tự người tham gia sẽ đặt ra mục tiêu và cam kết với thử thách đó, giảm cân, tăng năng lượng cuộc sống và có một cái lối sống lành mạnh hơn. Thì vì họ đã sử dụng sản phẩm gì, thì đó là một cái bộ set sản phẩm của gồm có là gì ạ, sự kết hợp của nước lắc là Query Shack và năng lượng của Query Energy. Thì gồm có 24 vitamin và khoáng chất, và có men vi sinh, rồi chất sợi, chất xanh. Đặc biệt đó là một cái trái ma quy mà gọi là siêu trái cây số 1 thế giới về chỉ số ORAC, đó là chỉ số chống oxy hóa. Thì nó được tích hợp cũng như là công nghệ mới nhất chiết xuất và đóng gói trên sản phẩm của Query. Các bước đơn giản là gì, chúng ta sẽ thay thế bữa ăn sáng bằng cái bột Query Shack. Đó là gì, chúng ta pha và uống. Và sau đó 15 đến 20 phút thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai, đó là chúng ta sẽ uống 1 đến 2 viên năng lượng Query, đó là Query Energy. Thì chúng ta sẽ đủ cung cấp cho một buổi sáng. Và cái năng lượng này nó sẽ giúp cho anh chị cái chuyển hóa cái lượng mỡ trong cơ thể thành năng lượng để làm việc. Và chương trình thử thách này nó dành cho ai? Cũng như các anh chị biết là gì, ở Query họ tạo, họ biết cách tạo trend, tức là mỗi xu thế trên thế giới thì người ta biết cách tạo trend để ảnh hưởng tới cộng đồng. Thì cái chương trình mà trending của Query đó là gì, 90 ngày thử thách để thay đổi, dành cho những người mà đang mong muốn giảm cân, hoặc là tăng thêm năng lượng sống, hoặc là có thêm một cái cuộc sống lành mạnh hơn, tốt hơn và khỏe mạnh hơn. Ở dưới đây là có rất nhiều cái kết quả sản phẩm mà các anh chị có thể xem trên cái kênh đó là gì, trên fanpage của Facebook này, trên Twitter, hoặc là trên Instagram, hoặc là trên YouTube, hoặc là trên gì, Pinterest. Thì chúng ta có thể có được những cái kết quả sản phẩm từ người dùng, họ tương tác, họ đẩy lên đó, hoặc là một số cái trang cá nhân. Thì dưới đây là những cái con người mà người ta lấy làm gọi là hình tượng của công ty á, để thấy rõ nhất cái sự giảm cân. Ví dụ như là anh Adam Rocker đã giảm được 90kg trong vòng là gì, 90 ngày thử thách với Query. Hoặc là chị Patty Sutherland là gì, đã giảm được 30 cân. Và hoặc là Lauren với lại John Wood đã giảm được 60 cân. Thì còn rất nhiều các cái kết quả sản phẩm nữa ở Việt Nam cũng như thế giới để các anh chị có thể tìm hiểu. Vậy thì cái chi phí để chúng ta tham gia vào cái chương trình thử thách 90 ngày đó là bao nhiêu? Ở thì công ty thì họ chia ra làm là ba cái set, gồm cái set đầu tiên là set 125 đô, thì chúng ta sẽ sử dụng trong một tháng là để chúng ta thử thách và giảm cân. Set thứ hai là set 250 đô, dành cho hai người trong một tháng, đó là 4 tuần. Về set thứ ba là set 500 đô, thì và dành cho 90 ngày thử thách giảm cân. Thì ở đây thì mỗi cái set như vậy, mỗi cái pack như vậy thì nó sẽ có một cái ưu đãi khác nhau. Nó tùy vào cái chương trình ưu đãi của công ty. Nếu như các chị mà trong cái quá trình mà mua hàng thì nó sẽ hiện lên các chị là chúng ta sẽ được chiết khấu, hoặc là giảm giá, hoặc là tặng kèm cái gì đó, thì nó sẽ báo trong chương trình, trong cái chương trình mà lúc mà chúng ta mua hàng. Thì ở đây công ty nó đưa ra những bạn có thể sử dụng miễn phí sản phẩm một cách là gì? Đầu tiên là các chị phải có một cái tài khoản. Thì để có một cái tài khoản thì các anh chị hãy liên hệ những người mà đã gửi cho anh chị cái đoạn video clip này, để người ta gửi cho anh chị một cái đường link giống như đăng ký tài khoản, là trở thành một người bảo trợ hoặc là cái người mà chia sẻ thông tin đó. Thì các anh chị đăng ký vào cái đường link đó và các anh chị sẽ đăng nhập. Sau khi đăng nhập xong, các anh chị có thể gì, gửi cái thông tin sản phẩm này bằng cái website cá nhân của mình để các anh chị gửi cho người khác có thể đặt hàng, mua hàng. Thì ở đây công ty có một cái chương trình là nếu như anh chị giới thiệu được 2 người mua hàng thì anh chị sẽ được sử dụng miễn phí một bộ sản phẩm, một set sản phẩm. Thì đây là cái chiến lược của công ty giúp cho anh chị sử dụng affiliate để chúng ta làm việc, để tạo ra doanh số tại nhà, tức là đây là mô hình kinh doanh tại nhà các anh chị nhé.
thì đây là cái bản tiết kiệm này, thì theo Vũ thì Vũ họ đang tính cái lượng chi phí ở nước ngoài, một cái người mà đang dùng nước ngoài thì một cái bộ set sản phẩm như vậy á, thì người ta tính toán thì có thể tiết kiệm từ được 16 đến 30 đô cho cái việc chi phí trong một cái tháng đó, từ việc ăn sáng hoặc uống cà phê hoặc là dùng thức uống. Đại loại là họ đã cho ra chúng ta một cái bài toán là tiết kiệm. Chúng ta sử dụng được bộ sản phẩm này thì thay thế cho bữa sáng, và chúng ta có thể thì giảm được cân, có thể cung cấp được năng lượng, và chúng ta có thể làm việc rất bình thường bằng cái nguồn năng lượng trong cái bộ Query Sack cũng như là Query Energy. Rồi ok, trên màn hình này đây là một cái ông rất chỉ là đẹp trai và cao to. Thì theo như thông tin slide thì ông này đó là gì? Ông chủ cũng như là founder và CEO của Query. Thì ông là ông Bob Reiner. Thì công ty Query được thành lập tháng 10 năm 2019. Thì Vũ đang làm clip cho anh chị nghe, đây là khoảng tháng 12, thì cũng gần hơn một năm các anh chị nhé. Một năm. Thì trụ sở này ở Tampa và ở Florida. Và ông này thì ông cũng là trước đây cũng làm bên cựu sĩ quan cảnh sát. Và công ty Query là 100% là công ty là không hề thiếu nợ. Các anh chị nhá, về họ tức là nói chung là có tiềm lực về kinh tế, nó thẳng là như thế. Thứ hai là có mặt ở hơn 200 quốc gia, nhiều văn phòng toàn cầu. Chúng ta phải hiểu từ 200 quốc gia, đây là sản phẩm có thể đi trên 200 quốc gia, tức là sản phẩm Query có thể là gì? Ship tới toàn cầu. Nhưng văn phòng thì có nhiều trên quốc gia, thì hiện nay thì theo Vũ được biết thì cũng được vài quốc gia có văn phòng rồi. Thì mục tiêu sắp tới thì họ sẽ tùy thuộc vào từng thị trường. Nếu như mà thị trường nó phát triển tốt thì công ty chắc chắn họ sẽ làm văn phòng cũng như giấy phép để có mặt tại từng quốc gia đó. Và đây là mô hình kinh doanh tại nhà, và Query nằm trong top 10 công ty hàng đầu về sản xuất lớn về cái sản phẩm và chi trả nhanh nhất trong ngành. Ok, nói về cái mục chi trả nhanh nhất trong ngành thì Vũ có chia sẻ thêm các anh chị là gì? Hiện nay là Query họ chi trả hoa hồng cực kỳ nhanh. Chỉ cần mà cái người bên kia họ order đơn hàng thôi, mà ví dụ hàng nó chưa về nhà của cái người order á, mà cái người đó trực thuộc trong cái đội nhóm của chúng ta, thì cái phần hoa hồng nó đã trả về tài khoản của chúng ta bằng qua thẻ Visa. Và anh chị có thể ra dùng cái thẻ, các anh chị ra ngoài có thể là gì, thanh toán hóa đơn cà phê, nước uống rồi đồ ăn, và chúng ta có thể rút tiền mặt cho các chị. Đây là cái điểm mà thật sự rất tuyệt vời mà hiện nay là cái công ty Query họ tạo ra được trong thời điểm này, trong cái thời điểm mà vừa rồi là mô hình kinh doanh tại nhà và dịch Covid. Đây là một điều tuyệt vời giúp chúng ta có thể là ở nhà và có thể tạo ra được nguồn thu nhập. Thế thì tôi được trả tiền như thế nào? Theo trong slide này thì chúng ta sẽ trả được gì? Trả ngay trong cùng ngày, chi trả nhanh nhất trong ngành và trả trong vòng 5 phút. Hãy giới thiệu khách hàng tiêu thụ và quảng cáo để được thử thách. Đúng, thì cái này thì Vũ đã cũng trải nghiệm và cũng thấy là đúng như vậy. Thật sự là chỉ cần order và doanh số mà nhảy lên phát là hoa hồng nó trả về tài khoản các chị. Ok. 5 cách kiếm tiền. Ok. Thì đây là có rất nhiều cách kiếm tiền, thì ở đây slide nó có 5 cách. Thứ nhất là gì? Thưởng tiền cho khách hàng tham dự nhanh. Tức là họ sẽ thanh toán 20% cho đơn hàng đặt hàng đầu tiên của khách hàng, hoặc nhà quảng cáo sẽ là trả 10% cho đơn đặt hàng của khách hàng. Hai là hoa hồng của đội nhóm. Tức là hưởng tiền hoa hồng không giới hạn trên doanh số bán sản phẩm hoặc là ban đầu, tất cả các mặt hàng tái. Tức là doanh số của nhóm thì gồm có doanh số về đầu tiên cũng như là sau khi người ta tái tiêu dùng thì doanh số đó vẫn được tính. Đó. Rồi tiền thưởng tương ứng kiếm đến 25% hoa hồng trên hoa hồng của cả nhóm. Thì đương nhiên là cái tiền mà thưởng hoa hồng nhóm này thì nó phải có một cái yêu cầu, cái level đó. Rồi tiền thưởng cấp tốc có khả năng kiếm được 1.000 đô trong vòng 30 ngày. Với là khởi động nhanh á, nếu như trong vòng 30 ngày từ khi lúc anh chị mà mở tài khoản và dùng sản phẩm mà chúng ta giới thiệu được nhiều người dùng sản phẩm, ví dụ chúng ta đạt được 1.000 BV hoặc là gì đó, thì chúng ta sẽ tùy theo cái chương trình thi đua của nó thì chúng ta có thể kiếm được 1.000 đô trong cái chương trình đó. Rồi tiền thưởng phong cách sống là kiếm đến 5.000 đô la mỗi tháng cho các kinh doanh. Tương thưởng tiền thưởng mà phong cách sống giống như là một dạng tiền lương các anh chị. Nếu như các anh chị đạt một cái level nào đó, giống như là nếu mà chúng ta làm truyền thống thì chúng ta thấy biết là gì, lên tới gì quản lý khu vực rồi giám đốc vùng rồi giám đốc khu vực gì đó các anh chị, thì chúng ta sẽ có một cái mức lương cố định là chi phí đi lại điện nước rồi đó. Thì Query người ta cũng có cái phần thưởng hoa hồng ở đó.
đây, và chúng ta nhấn mạnh, họ nhấn mạnh về cái phần thưởng là gì, thưởng cấp thời, tức là khởi động nhanh đó. Nói chung mấy ông nước ngoài cũng dịch mấy cái từ qua Việt Nam mình đọc nó khó hiểu, nhưng mà thật ra thì nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta có thể kiếm được 1.000 đô trong vòng 30 ngày đầu tiên của bạn, bao gồm cả là 500 đô tiền thưởng cấp thời đó. Thì điều kiện là các chị gì, chúng ta tạo ra 1.000 khối lượng bán hàng, tức là doanh số đó. Hiện nay họ đang tính là gì, cứ 125 đô là 75 BV thì tạo ra 1.000 doanh số, số lượng SV đó là chúng ta sẽ trên doanh số của khách hàng mua vào thì chúng ta sẽ có này. Nếu như là gói mà gói Light Spark đó là gói đơn, gói set mà set 125 đô thì chúng ta gần lại 300, còn mà 250 đô thì là 150 SV, còn gói mà 500 đô thì chúng ta cần 75 SV là được rồi. Rồi bạn và khách hàng nhà quảng cáo của bạn phải có auto deliver, tức là phải có vào ở cái trạng thái là gì, tự động đặt hàng đó, thì nó mới được cái tính cái phần thưởng này, và hoa hồng sẽ được thanh toán ngay lập tức cùng với ngày thanh toán. Thì cái này là thật đó các chị. Có rất nhiều người đã đạt được cái speed bonus này, là khởi động nhanh ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Thì để muốn biết được cái này, anh chị vào fanpage của Query chúng ta sẽ thấy họ, những người tham gia họ đạt được tốc độ này như thế nào, và cũng có, nó cũng có những cái kế hoạch phát triển để giúp cho anh chị đạt được cái tốc độ này. Đó là điều rất tuyệt vời. Mọi thứ bạn cần để thành công đó là gì, chúng ta có cái ứng dụng tùy chỉnh miễn phí. Mình đánh giá cao Query bởi vì họ tạo ra một cái nền tảng cực kỳ vững chắc để trước khi họ phát triển. Thay vì một số công ty khác thì họ giống như là lấy mỡ ráng, giống như là làm tới đâu làm tới đó ấy. Và Query thì không, họ phát triển trước hạ tầng, ví dụ là có app rồi tất cả, có cái gì thanh toán bằng Visa card rồi Mastercard rồi tất cả mọi cái được chuẩn bị hết, hệ thống thanh toán đã có hết, trả thưởng có hết, app cũng ra đời hết, để cho cái việc mà hỗ trợ cho người tiêu dùng cũng như người phát triển làm affiliate tại nhà. Khi các anh chị tham gia vào Query thì chúng ta sở hữu một cái trang web với cái tên miền riêng. Ví dụ như là Vũ có tên là Hoàng Vũ thì Vũ có thể đặt cái tên miền của website cá nhân của mình là gì, hoangvu.query.com, để giúp cho khi mà Vũ gửi cái link đó cho một cái đường link đó cho một người bạn xem qua cái sản phẩm và dịch vụ này, mà nếu người nó happy và người ta thích và người ta cũng muốn là có một cái cơ hội làm tại nhà tạo ra nguồn thu nhập, thì họ có thể đăng ký mở tài khoản dựa trên cái website cá nhân đó, cái website đó, mặc dù cái website đó là gì, nó là của mình, thì khi họ đăng ký thì họ trực thuộc vào cái team của mình và sẽ giúp cho mình phải hỗ trợ cũng như giúp cho mình tạo ra doanh số. Báo cáo thời gian thực chính xác, bởi vì là họ vừa thấy là cái website này đó chỉ cần bên kia mà kích hoạt mở mã số hoặc là mở ID thì email bên mình cũng báo này, tất cả mọi cái đều báo hết, chiến dịch theo dõi tự động trả lời nữa, có hết tất cả, có nhiều cái tuyệt vời lắm các chị cứ tham gia tìm hiểu thêm. Ok, đây là bước bắt đầu. Thì theo những công ty họ đưa ra 4 bước bắt đầu. Bước 1 là gì, chúng ta đăng ký làm người quảng bá. Chúng ta có thể trở thành nhà quảng bá hoặc là nhà tiếp thị với hai phương pháp, chúng ta có thể đặt hàng ngay hoặc là không đặt hàng. Bước thứ hai là chủ động và hội viên. Điều kiện là gì, chúng ta phải mua một set sản phẩm để chúng ta, nếu chúng ta muốn phát triển hoặc là cảm thấy đây là một cơ hội tốt để chúng ta bắt đầu để khởi động công việc làm tại nhà, thì chúng ta bắt đầu gì, các anh chị phải mua một sản phẩm. Chúng ta phải sử dụng sản phẩm, bởi vì theo nguyên lý thì nếu anh chị không sử dụng sản phẩm thì chúng ta không hiểu về sản phẩm, không biết sản phẩm tốt hay xấu, chúng ta để làm sao thì giới thiệu người khác. Thì chúng ta sẽ mua một bộ sản phẩm để chúng ta sử dụng cho bản thân chúng ta, cho gia đình chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ trong tất cả các mối quan hệ thì chúng ta giới thiệu được hai người cùng dùng sản phẩm chúng ta đó. Bước thứ ba là chúng ta sẽ gì, nhận sản phẩm miễn phí, khuyến khích hai khách hàng tham gia thử thách và đăng ký giao hàng tự động. Bước thứ tư là chúng ta phát triển doanh nghiệp của bạn, là chia sẻ câu chuyện này đến bất cứ người nào mà có cái nhu cầu, mong muốn là gì, giảm cân, mong muốn là cuộc sống tốt đẹp hơn, mong muốn là có năng lượng trong công việc, thì chúng ta sẽ chia sẻ câu chuyện này từ bản thân mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình khởi động 90 ngày thử thách ở Query. Thì đây là cái slide về nói về tất cả những cái sản phẩm cũng như là chính sách. Đây là tổng quan thôi các chị, còn slide thì về thông tin thì rất nhiều cái thông tin về chuyên sâu đó. Về sản phẩm này thì họ sẽ có là gì, sản phẩm Energy như thế nào, thì chúng ta bấm vào đây các chị có thể thấy là đầy đủ các chị ha, rất nhiều cái thông tin khác thì các chị có thể tìm đọc ở đây. Rồi ngoài ra thì người ta có những cái chương trình thi đua làm sao để
đạt được 100k. Ở clip này thì Vũ sẽ tạm dừng ở đây. Những clip khác thì Vũ sẽ nói sâu về chuyện sản phẩm của Quiri nhiều hơn, cũng như là nói sâu về cái chính sách của Quiri và cách để chúng ta có thể đạt được là cái speed bonus là gì, khởi động nhanh. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe cũng như là theo dõi đoạn clip này của Vũ. Chào và hẹn gặp lại ở những đoạn clip sau.